Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình định ăn thử cái kẹo matcha sữa này cơ, nhưng bởi vì là vừa nãy là mình làm video rồi, nhưng mà do bị lỗi nên là xóa đi rồi. Thế nên là trong video lần sau mình sẽ ăn thử cái này. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tất cả những thứ mà khi mà mình làm video này bị lỗi thì mình đã mua gì. Trước tiên đó là rong biển sấy khô của Hàn Quốc. Đây, mình mua hai gói về luôn. Còn có cả gói xẹp, nhưng mà bởi vì là mình chưa mua gói đấy vội. Tiếp theo là gói mắt cười. Này cũng mua hai gói luôn. Bên dưới là gói trúng thưởng này. Tiếp theo là mua 5 gói bim bim. Một gói thi đan vị thi mật vàng, vị ớt. Tiếp theo là vị phô mai. Cái này không phải là viên mận, là đây cũng là vị phô mai luôn, không phải viên mận vàng. Còn đây là vị gà BBQ, viên mận vàng luôn. Cái này cũng là vị gà BBQ, viên mận vàng. Còn nữa cơ. Rất là nhiều đồ luôn. 5 gói bim bim, 2 gói mặt cười và 2 gói rong biển sấy khô Hàn Quốc. Thế là mình sẽ làm được nhiều video để giới thiệu cho các bạn vào dịp Tết này lắm đây. Món cuối cùng đó là nước ngọt đủ vị. Nước ngọt đủ vị. Nó gồm có Sting này, Mirinda này, Pepsi này, Sting đỏ này. Đây, mặt trước của nó đây. Mặt sau nó gồm có 7 úp này, Sting này, Mirinda này. Rất là nhiều vị luôn. Đây. Thế nên nếu mà quay cái này các bạn sẽ tưởng đây là Coca, thì ra nó là Sting. Đấy, nhiều lắm luôn đấy. Này chắc là mà mấy ngày nay quay là nhiều video lắm ấy. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.